Trong không khí của những ngày tháng 3, tháng thanh niên, tháng của nhiệt huyết và cống hiến tuổi trẻ, tối qua ngày 22 tháng 3, Thành đoàn Đà Nẵng đã long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2020, trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ và giải thưởng 26 tháng 3 năm 2022 cho cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên toàn thành phố. Đến dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, cùng đông đảo các thế hệ cán bộ đoàn Đà Nẵng qua các thời kỳ. Chương trình đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức đoàn qua 91 năm trưởng thành, khơi dậy niềm tự hào và phát huy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố, tạo diễn đàn để cán bộ đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Có thể nói, thời gian qua, từ các phong trào thanh niên lập nghiệp, thanh niên tình nguyện, xung kích đồng hành cùng với các chương trình lớn của thành phố như 503 có, thành phố Bốn An đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kỷ niệm 91 năm thành lập đoàn là thời điểm quan trọng để đoàn tiếp tục khẳng định vai trò người bạn đồng hành thân thiết, tin cậy của thanh niên trên mọi lĩnh vực, là môi trường tốt nhất để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Bên cạnh đó, với chủ đề công tác năm là xây dựng đoàn mạnh về tổ chức, là năm đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng lần thứ 19 và Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Thường vụ Thành đoàn kêu gọi các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên toàn thành phố phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo trong tham gia ứng dụng công nghệ mới, đẩy nhanh quá trình thực hiện chuyển đổi số, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 10 gương mặt tiêu biểu nhằm ghi nhận những cống hiến, thành tích của các thế hệ cán bộ đoàn đi trước trong việc xây dựng và phát triển tổ chức đoàn trên toàn thành phố, đồng thời trao giải thưởng 26 tháng 3 cho hơn 50 cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu cho phong trào công tác đoàn thành phố. Được làm cán bộ đoàn là niềm vinh dự và tự hào của bản thân tôi. Và hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tôi lại vinh dự nhận được giải thưởng 26 tháng 3. Đây là phần thưởng cao quý để ghi nhận sự nỗ lực của cá nhân trong tổ chức đoàn. Và đây cũng là niềm động lực to lớn để bản thân tôi và nhiều cán bộ đoàn khác tiếp tục phấn đấu trong mỏ xanh của thanh niên. Đối với tôi thì trong buổi tối ngày hôm nay nhận được giải thưởng 26 tháng 3 trong kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có thể nói đó là một cái động lực hết sức to lớn trong cái hành trình cống hiến sức trẻ của mình cho phong trào đoàn, phong trào thanh niên ở trường học cũng như là phong trào đoàn và thanh niên ở thành phố Đà Nẵng. Và với cái động lực to lớn như thế này thì tôi nghĩ rằng là bản thân mình cũng như là tất cả các bạn đoàn viên thanh niên khác sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa. Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng cũng đã tổng kết và trao giải cuộc thi thiết kế video clip Đoàn Trong Trái Tim Tôi năm 2020. Đặc biệt, tại chương trình, Ban Liên lạc cựu cán bộ đoàn thành phố và Thành đoàn Đà Nẵng đã vận động gần 600 triệu đồng từ công ty thương mại sản xuất trồng trọt Tăng Tân để hỗ trợ học bổng cho các em học sinh khó khăn vươn lên trong học tập, đồng thời ra mắt quỹ học bổng Khát Vọng Xanh nhằm tiếp tục vận động các nguồn lực động viên, khuyến khích học sinh vượt khó học giỏi.